SHOP MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Clip này em giới thiệu đến cả nhà mình một cái đầu khủng cả nhà ha. Đây là con DVD Pioneer AS10. Đã 6 tháng rồi kể từ cái con mà em bán gần nhất cả nhà thì em mới về tiếp được một cái con này. Càng ngày những cái đầu này nó càng hiếm cả nhà ha. Và đặc biệt với cái con này thì nó nặng 25 kg cả nhà. Cho nên là tiền vận chuyển về của nó cao lắm. Cho nên khi mua là phải lựa chọn mà mình chọn một cái con đẹp để mua. Bởi vì tiền vận chuyển nó cao, mình mua về mình phải chắc chắn là bán được cả nhà ha. Chứ còn mua cái con xấu về không bán được thì lỗ tiền vận chuyển rất là nhiều. Cái thứ hai là nếu mà mua mà con ca mua đẹp á, thì sẽ bị đấu đá cả nhà ha. Bởi vì ai cũng thích mua con đẹp. Để dành nhau để mua thì giá nó phải cao. DVD Pioneer AS10 cả nhà. Con này được giới thiệu vào những năm 2000 cả nhà ha. Và giá xuất xưởng của nó khoảng 500.000 yên cả nhà. 500.000 yên là tương đương với khoảng 90 triệu ở thời điểm bây giờ cả nhà ha. Dạ, 90 triệu. Con này có kích thước chiều ngang là 43 cm, chiều cao là 15 cm cả nhà ha. Chiều sâu này là 40 cm cả nhà. Bản thân cái máy của nó là nặng 25 kg, 24-25 kg cả nhà ha. Rất là nặng cả nhà, như một cái âm ly, bê là còng lưng luôn. Thì ở đây mình thấy nó đẹp không cả nhà? Với những cái con này em không thể nào cầm lòng đâu cả nhà. Tức là mình thấy mấy con đẹp là mình phải cố gắng mình mua, mặc dù mình biết là mua về nó sẽ cao. Nhưng mà thôi, mình cứ mua đẹp trước đi, mua đẹp ha. Dạ, rồi nếu mà bác nào thích thì mua thôi. Dạ, bởi vì những con này nó hiếm mà, 6 tháng rồi. Kể từ con gần nhất thì em mới mua được một cái con như này, không 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 dễ để có để mua, cho nên là nếu mà các bác mà có thấy giá nó có gọi là cao, thực ra thì nó không cao, thì các bác thông cảm nha. Dạ, hàng đẹp thì giá cao. Có nhiều bác cứ hỏi em là sao ông bán giá cao vậy, hàng em đẹp thì em bán giá cao. Còn nếu mà các bác muốn tìm mua hàng rẻ ha, mua hàng kém thì các bác ít tiền thì mua cái con không đẹp, mà em lại không bán những con không đẹp. Rồi AS10 cả nhà, tuyệt vời ha. 25 năm rồi vẫn chạy tốt, vẫn còn rất là mới. Mình sẽ có các cái cổng kết nối như sau đây cả nhà. Đây là hai đường sụt rau ra này, đây là đường center ra và đường sub ra ha. Ở đây mình có đường ra ba lăng. Đường ra ba lăng thì mình sẽ chọn cả nhà ha, off hoặc on ở đây. Nó sẽ tại sao phải chọn on off, bởi vì nó để giảm nhiễu quá nhà ha. Nếu mà mình để on mà lúc nào mình cũng on á thì nó sẽ có khả năng bị gây nhiễu, cho nên người ta thiết kế cái công tắc là người ta có mục đích hết á. Để qua off thì nó sẽ bớt nhiễu quá nhà ha. Và đây là hai đường AV ra để xuống âm ly cả nhà ha, hai đường AV ra để xuống âm ly. Ở đây mình sẽ có đường, đây là đường video out cả nhà ha. Đường này là đường dây hình, đường hình out ha. Out dây hình để ra cái cổng video vàng cả nhà ha. Hoặc là đường S video, đây là đường ra cả nhà ha. Còn đường đây là đường ra component cả nhà ha, là dây ba màu cả nhà. Thì nếu cả nhà mình có sử dụng dây ba màu thì xài ở đây. Và nó có một cái chế độ chọn ở đây ha, chọn cái đường ra cả nhà ha. Chọn đường ra là 480i hoặc là 480 full hình ảnh đó cả nhà ha. Ở đây mình có, đây là hai đường này là hai đường quang và đường đồng trục vào để giải mã ha. Còn đây là đường quang và đồng trục ra cả nhà ha. Đường này đường out, đường ra. Đây là cổng dây nguồn của nó là dây nguồn rời cả nhà. Con này là DVD AS10 cả nhà, sử dụng điện 100V, công suất tiêu thụ điện tới 48W cả nhà, rất là lớn. Số seri của nó là 1765GP cả nhà ha, 1765GP. Và nội thất của nó thì rất là khủng à. Khủng ha. Dạ. Các cái bo mạch, các cái vĩ mạch của nó rất là dày đặc ha, thiết kế gần như là kín hết cái máy. Con này được thiết kế toàn thân nó là bằng nhôm cả nhà ha, bằng nhôm để mà giảm, để mà thoát nhiệt cả nhà, bởi vì khi hoạt động nó rất là nóng. 20 mấy năm rồi, với những cái con mà nó hoạt động mà nó nóng cả nhà thì thông thường những cái sắc xi ở trong này nó sẽ nóng, nếu mà xài nhiều thì nó sẽ bị nóng và nó bị ố màu cả nhà ha. Con này nội thất còn rất là mới, chứng tỏ là nó ít xài cả nhà ha, rất là ít xài. Chủ cũ bên Nhật của nó ít xài, cho nên là cái sắc xi ở bên trong này nó còn gần như là giữ được nguyên cái màu xi đồng cả nhà. Các cái chân ốc thì cả nhà mình thấy còn rất là mới ha.
các chân ốc còn rất là mới cả nhà ha. À, với những cái con này thì em đảm bảo với cả nhà mình ha, tất cả đều là zin nguyên bản hết, hàng từ Nhật về. À, cả nhà mình nếu mà có muốn hình xem hình ảnh thì liên hệ với em sẽ chụp hình em gửi cho cả nhà mình. Cả nhà mình nhìn thấy không? Toàn bộ cái khung sườn của nó mới tinh luôn, không thể nào mà chê được, không chê vào đâu được cả nhà ha. Dạ. Chúng là đã mua những cái con như thế này thì phải mua cái con nó phải tương đối, nó phải đẹp. À, về mới có thể mà bán để mà kiếm được vài đồng lời. Chứ còn mua mấy con xấu về thì xác định là lỗ. Và mua đẹp thì chắc chắn là giá nó phải cao rồi cả nhà ha. Đó là điều bình thường. Và hàng nó cũng không có, cho nên các bác mình có kén cá chọn canh thì cũng không có để mà kén. Đây là cái nắp lưng của nó cả nhà ha. Cái nắp lưng ở phía trong của nó. Mới ha, rất là mới ạ. À. Rồi. Đó là nội thất ha và các cái cổng kết nối của DVD Pioneer AS10. À, em sẽ cùng cả nhà mình đi ra phía trước cả nhà ha. Và đây là phía trước của đầu DVD Pioneer AS10 cả nhà ha. Tuyệt vời. Dạ. Cả nhà mình sẽ không có cái gì để mà phải chê đối với cái con này. À, với những cái đầu mà nó nặng như thế này khi mà vận chuyển cả nhà, cực kỳ là hồi hộp ha. Mất ăn mất ngủ. Không biết về nó như thế nào. Nhưng mà trước mặt cả nhà mình đây là một cái con đầu cực kỳ đẹp rồi. Vui rồi, yên tâm rồi cả nhà ha. À, DVD AS10, con này đọc được đĩa CD, đĩa DVD cả nhà ha. Và chức năng giải mã. Khi mà giải mã đường quang và đường đọc trục thì cả nhà mình bấm một cái chữ đắt mốt giúp em thôi. À, thì nó sẽ giải mã cho cả nhà mình nha. Dạ. Và ở đây thì em đang thử cả nhà ha, bằng một cái đĩa DVD. À, đĩa DVD nó đọc tốt cả nhà ha. Dạ. Đây, này đĩa này là đĩa DVD đĩa chợ cả nhà. Đĩa này mấy chục ngàn thôi. Và xước nè. Trời ơi. Em thử thôi nha cả nhà. Còn cả nhà mình nếu mà xài đĩa cả nhà mình phải sót cái đầu nha cả nhà. Cả nhà mình phải mua những cái đĩa thiệt là mới, thiệt là đẹp. Giống như cái đĩa này nè, đĩa mới như thế này. Để mà đỡ đỡ sót cái đầu ha. Bởi vì mắt nó thì có thể thay được nhưng mà mắt zin lúc nào vẫn tốt hơn cả nhà ha. À. Đầu DVD AS10. Chức năng hoạt động ok cả nhà ha. Đọc tốt DVD và ở đây là em đang test bằng CD. Bỏ CD vào cho cả nhà mình. Thì nó là đầu DVD cho nên nó sẽ đọc hơi chậm một tí nha, không phải là nhanh cả nhà ha. Sau khi đọc xong thì nó sẽ hiện cái chữ CD. Mình thấy nó hiện cái chữ CD mình bấm play là ok rồi. Dạ. Rồi. Với những cái tuyệt phẩm như thế này thì cả nhà mình không phải lăn tăn gì ha. Em cũng đã test ok rồi. Máy móc thì cả nhà mình vừa mới xem ha. Hình thức thì quá là ok, tuyệt vời. Đó. Những cái con này càng ngày nó càng hiếm. Nửa năm rồi, 6 tháng rồi cả nhà. Em mới mua được một cái con mà nó ưng ý như thế này. À, đầu em bán ra thì phụ kiện kèm theo cả nhà ha. Vẫn là những cái phụ kiện zin thôi. Một cái sợi dây nguồn zin chân vàng ha. Dạ. Và một cái khiển zin của Pioneer kèm theo. Con này khi ban đêm thì cả nhà mình có thể bấm vào cái nút bên cạnh ha, thì nó sẽ sáng cái đèn dạ quang các cái nút cơ bản để cho cả nhà mình xài. Đó. Ngoại hình quá ok cả nhà ha. Chức năng thì đọc và CD, đọc DVD, đọc giải mã 24 bit nè. Đó. Vào những năm 2000 thì đã cái giải mã mình đã được nâng lên tới 192 kHz và 24 bit rồi. Đó. Rồi. Bây giờ là tới giá tiền cả nhà ha. Thì với những cái con xuất sắc như thế này ha, mình phải tranh rất là nhiều cũng như là khi mà vận chuyển cũng phải rất là cẩn thận. Hai mươi mấy ký này vận chuyển thì là thôi rồi luôn. Đó, 2 triệu 4 triệu tiền vận chuyển. Cho nên giá bán thì nó vẫn sẽ là 15 triệu 900 như 6 tháng trước cả nhà ha. Dạ, không thay đổi. À, không thay đổi ha. Mặc dù con này nó có vẻ là nó sẽ đẹp hơn cái con mà cách đây 6 tháng em bán. 6 tháng mới mua được một cái con. Dạ. Quá khủng, quá lâu. Quá lâu. Có nhiều bác cứ hỏi em AS10 có không nhưng mà thực sự mình nói kiếm được mua một cái con mà nó như này rất là khó nha cả nhà. Mà mình mua đấu giá qua mạng á, mấy anh Nhật ảnh chụp xa xa thôi chứ ảnh không có chụp gần đâu cho nên là không có ông nào mà ổng đưa máy sát như là shop MD Sài Gòn như này đâu các bác. Cho nên mình sẽ không biết là cái máy đó nó sẽ như thế nào. Mình mua là toàn mua hên xui thôi.
nếu mà trời trời thương thì sẽ cho được cái đầu nó đẹp, cái nếu mà không may thì sẽ gặp đầu nó bị vết. Cái nữa là khi mà vận chuyển thì nếu mà trời thương thì là không có bị vấn đề gì. Chứ còn nếu mà hôm nào ông trời ông ẩm ương, ông xui, ông xúi cho cái thằng kia nó quăng mạnh tay một tí là xong luôn cả nhà. Đó. Rủi ro ghê lắm. Rồi. Bác nào quan tâm đến DVD-S10 xin liên hệ với em theo số điện thoại ở đầu clip nha. Em xin trân trọng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Giá của nó là 15 triệu triệu 900 ngàn ha. Đầu kèm với lại dây nguồn và khiển zin cả nhà ha. Bao cả nhà mình test chức năng trong vòng 10 ngày. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong các clip sau ạ.